Mệt mỏi quá, lạc đường nữa. À, ngôi nhà. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Có chuyện gì? Ông ơi, con gửi lạc đường qua đây. Ông cho con xin chén cơm ngồi được không? Mâm con đồ ăn ngâm nhiều lắm. Dạ nè, thì có cơm dư mà em muốn xin là xin. Đi ra mày uống nước cầm hơi đi. Dì ông ơi, cho con mượn cái nồi để con một bữa con ăn tạm được không mong? Giá mà có một bát cháo xanh nữa thì ngon biết mấy. Nào đây. Giá mà có thêm tí mì thì thành món của cô được hoàn hảo. Nè nè. Mày với cả xanh gò còn ở chuột cửa cho ông đó. Con đi đây, con mới đây không? Con muốn quay về tài tiết không? Tuyệt vời, kịch bản chắc lọc, đầy tính bất ngờ. Dạ đúng rồi. Nhân văn lắm. Đây là một bài học dành cho những bạn phú ông mà tham lam, ích kỷ không biết chia sẻ. Vì thế chúng tôi mong muốn chương trình hãy chia sẻ chúng tôi biết những gợi ý. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với năm gợi ý của chương trình. Bé Bùi Quốc Huy, pha chế thức uống, diễn xuất võ thuật cổ truyền, kể chuyện, ca hát. Một là quánh võ, hai là kể chuyện thôi. Còn cái dòng mà pha chế là trà sữa gì ở đây không có. Bé này đi uống trà sữa thì có. Võ thuật cổ truyền là một cái anh nghĩ có khả năng xảy ra cao. Em cũng nghĩ giống như anh Huy luôn á. Tại vì mọi người thấy tưởng nó hình dung vô, trời ơi bé này cơ quá, làm sao mà tập võ được. Nhưng biệt tài tí hon mà. Tôi nghĩ võ. Phải võ. Là võ. Cái này em cũng đồng ý với hai ban bình luận, em nghĩ là võ. Mấy người này thấy kỳ quá, không có sự khác biệt gì hết trơn. Ok. Sự khác biệt tạo ra điều đặc biệt chứ đúng không? Đúng. Mình nói đi. Giờ nói hay không mà tôi muốn tách biệt nè. Tách ra hồ để cho nó an toàn chứ giờ nó nói quá. Anh cảm thấy á, cái sự khác biệt nhất trong mọi lĩnh vực ở đây đó là pha chế thức uống. Đó là một sự rất khác biệt. Nhưng sự đặc biệt đó lại là võ thuật cổ truyền. Cho nên anh quyết định giống như các bạn, võ thuật cổ truyền. Anh ơi, đúng rồi. Và cả hai đội cùng thống nhất. Yes, đồng lòng. Bốn người là một. Võ thuật cổ truyền. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với lại bé Quốc Huy. Trời ơi, tan chảy. Cưng quá con ơi, con cưng quá à. Thật ra anh gì nè, ông trời cho mỗi người một món quà. Con đang làm được một cái điều mà chú nói thiệt. Một số những cô chú mà bây giờ đi thi bolero không làm được như con. Đó là cái nhịp trong cái người. Con phân cái nhịp của cái bài cực kỳ xuất sắc. Không có hát từ đều hát là có thái độ, có chữ ký luôn. Mà nhìn cái cách bé hát là em thấy được cái sự đam mê thật sự của bé ở cái dòng nhạc bolero này. Đây không phải gọi là đam mê. Đây nó giống như là sứ mệnh. Sinh ra là để hát. Đam mê gì đây chứ? Không thèm nói, chú Thành hỏi, không muốn nói. Con trai, giờ bây giờ con nói cho mọi người nghe nha. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 7 tuổi. 7 tuổi. Con bao nhiêu ký? 35 ký. 35 ký. Ở nhà bình thường ăn một lần là bao nhiêu chén cơm ta? Một chén cơm. Con chén cơm à? Con thích ăn món ăn nào nhất? Ăn món gì ngon nhất? Anh Huy ơi, các bạn okay. Về đi, bé về không đi, thích về ăn đi, thật sự không thích em. Ok. Con trai, hôm nay ai chuẩn bị quần áo với con tới với chương trình đó? Không thích luôn. Không ưa. Con trai,
Ngoài bài này con còn hát được bài nào nữa không con? Cứ nhạc. Có nhạc, có nhạc. Phải có nhạc hả? Hát chay đi, không sao đâu. Thôi. Thôi không chịu hả? Người ta là ca sĩ chuyên nghiệp. Âm nhạc lên là tiếng hát mới cất. Rồi. Yeah. Có nghĩa là phải đi từ trong ra mới chịu. Hãy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mê luôn. Nhạc vừa lưu không cái là vô dai liền, quay lưng đi vô, đi ra bước nãy ra nãy em giận cái gì? Là phải tâm trạng. Tâm trạng liền. Đẩy vô là bên trong. Xong rồi hết gian tấu. Xưa thật là mà vậy nè, hát rất có thái độ với cái câu hát của mình. Tự tin, rất tự tin. Cách phân nhịp mình gọi là freezing cực kỳ hay. Trời ơi sao tôi thích dễ sợ. Rất là, cái này là chỉ có ca sĩ chuyên nghiệp, cái người nào mà thành danh rồi người ta mới làm. Cái này là hơn là chưa có vỡ tiếng mà đã có được một cái nhịp như vậy. Cả mà mâm cực kỳ tốt. Khi mà lớn lên nữa thì mà đây người ta gọi là, tôi dùng từ là thẩm mỹ âm nhạc tuyệt giỏi luôn. Bạn ấy có một cái thẩm mỹ âm nhạc rất là đẹp. Chú Thành, cảm ơn con rất là nhiều. Con hát rất là giỏi, rất là hay luôn. Cảm ơn con trai. Quá giỏi. Có ai dạy con hát không hay là con tự nghe rồi con bắt con học lại thôi? Con tự xem TV karaoke. Quan trọng là bây giờ hai đội của chúng ta chiêu mộ tài năng nhí. Em cảm thấy bé Quốc Huy là một tài năng hiếm có. Thiên phú. Con chơi gì nữa? Con về đây, chú Thành sẽ giới thiệu con cho cô Cẩm Ly, giới thiệu show cho con đi hát. Con phải hát thôi. Và kèm theo một gói khuyến mãi tặng kèm là một gói thu chọn gói một album ở phòng thu của chú Trịnh Thăng Bình. Con có thể thu bất cứ bài nào con muốn. Chú không có gì cả, chỉ có một cái phòng thu thật là bự thôi. Nói gì đây kìa, người ta mang vật chất ra kìa. Thu người ta nhiều quá anh Huy à. Đôi khi những bạn mà hát nhạc bolero như thế này, người ta sống chân chất lắm. Đơn giản. Không hề quan tâm đến những cái phòng thu hiện đại đâu. Con về với đội của chú á, thì con sẽ có được một cơ sở. Con ơi, Quy ơi, Quy. Quy nè, Quy đây nè. Con nè chú ơi. Nè, chú ẩm con về luôn được nữa. Thầy ơi, chú Bình nói cho con nghe nè, với giọng hát của con á là phải được truyền bá khắp mọi nơi. Thì đi đến những các cô chú xin hãy tự trọng, đi về chỗ. Mình lớn rồi, mình đàn ông đúng không? Mình yêu thích ai mình về người đó, mình phải có trách nhiệm của mình. Mời con trai. Con hãy bước tới và lựa chọn đội nào. Chú Ngô Kiếu Huy. Kiếu Huy quá nha. Dạ. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho con không cần chú nhưng chú vẫn cần con. Con ơi. Nghe mắc cười quá. Mắc cười thì tại sao không chọn người ta mà tại chọn sao? Chú Huy là sao? À, con chọn chú Trấn Thành mà là chú đó. Khoan, bây giờ con nói đi con người ơi, nhớ mình chọn cho rồi. Con em của em. Con gì đó? Nhớ chưa? Con kêu gọi mình chọn đi. Chú Huy còn nói đi. Con nhìn khán giả, con nói là khán giả ơi, mình chọn cho con nha. Đi đi Thanh, chú Thanh bị cảm rồi. Để chú, con tên là Quốc Huy. Rồi, mọi người hãy bình chọn cho Quốc Huy nha. Trời ơi, đi về. Coi tôi là cái gì vậy? Đi về. Mắc cười quá.